này mới chơi được. Mình nhập cảnh đấy. Đấy, Lộc nhìn cái chân của con cái không? Nó rất là khỏe. Để kệ xuống nó chắc là làm ăn được đấy. Cầm lọ reo ra đây chưa? Cầm lấy chứ, bôi cho nó để rồi để kệ cho chúng nó làm việc, nhưng mà cứ vẫn cứ bôi cho chúng nó chứ. Bôi trơn. Vâng, bôi trơn. Em nó mệt rồi, phải từ từ vít. Kệ đi, kệ anh Lộc đi. Lưng phẳng người to. Tại vì nhảy lên con cái nó mệt. Phải nhảy lên phải một phát ăn ngay, nhưng mà cứ để kệ nó, để cho nó xem là nó có thể nó ấy được. Đó, cứ thế là đó. Nào. Kệ nó. Con đực nó sẽ đì con cá, không phải lo. Con này là bố của con Trúc Phi cơ mà, làm sao mà nó phải sợ. Đây ấy là chẳng qua là nó chiều thôi. Có nghĩa anh chiều em quá cho nên là các em hư phải không chưa? Đấy, nó là như thế, nó đang chiều đấy. Các em sinh hư phải không? Đấy. Nó năm cân chưa? Khi mà con cái mà quay lại mà theo kiểu cắn yêu thì nó chiều, nhưng mà con cái mà cắn cùn là nó sẽ nắn ngay, chứ không thể để cho chiều các em quá, các em sinh hư được đấy. Chiều các em quá là các em hư ngay. Vin ra làm việc tiếp đi Vin. Chưa đến 10 phút. Cho vào 15 phút. Nếu không thể làm gì thì sẽ họ. Chúng ta thấy con cái nó nhát như nào chưa? Làm gì có nhát, không bao giờ có chó nhát.
nó nhát hay không đấy, nhìn cái phản ứng của nó đó. Khi nó không đồng ý thì nó như thế nào. À, Vin đã đi đang đi vệ sinh để cho nó nhẹ người. Chào casino. Ra tán gái đi, casino đang chờ kìa. Nhìn casino xinh gái. Chú nó xử lý được không? Thì nó xử lý được một lần thì lần sau con cái phối nó sẽ nhàn. Vâng. Đấy, nó lại đang gạ con đực cái chứ, nó dí đít quay mặt vào ấy. Quay mặt vào chờ đấy. Đấy nó mệt lắm. Hết nước. Đây, giờ mới bắt đầu lại vào một lần tiếp theo tán tỉnh nhau. Em nó hư giờ đấy, Vin nắn em nó đi. Không thể chiều em nó thế được đâu. Vin ạ. Không gãi nó còn lâu nó mới đứng. Chú cứ kệ nó. Kệ ra hai con nó chơi với nhau. Coi như là mình không liên quan gì đến việc của chúng nó. Cái này nó còn cái nó phải tầm 42-43 cân thì sẽ chịu được sức nặng. Đây cháu.